Facebook bác tin đồn sẽ thu phí tại Việt Nam. Báo mạng VTC News cho hay là đại diện Facebook tại Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, nói rằng mạng xã hội này sẽ thu lệ phí người sử dụng Facebook kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2014 tới đây. Trước đó, theo VTC News, tin đồn nói rằng Facebook sẽ thu lệ phí người sử dụng trang mạng xã hội nổi tiếng này tại Việt Nam khiến cho nhiều người đã phản đối và phản ứng mạnh mẽ. Hầu hết đều nói rằng họ sẽ không dùng Facebook nữa nếu bị thu lệ phí. Báo mạng VTC News dẫn lời người đại diện Facebook tại Việt Nam khẳng định rằng đó là tin đồn sai quấy và xác nhận rằng sẽ không có chuyện thu phí người sử dụng mạng xã hội của Facebook kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2014. Một số thống kê cho thấy là mỗi ngày có hơn 3 triệu người ở Việt Nam sử dụng mạng Facebook, chiếm 71.4% số người truy cập mạng Internet. Báo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng xác nhận rằng Facebook đang ngày càng bành trướng uy tín tại Việt Nam. Báo này trích dẫn công bố của Facebook nói rằng trung bình mỗi 3 giây thì có một tài khoản Facebook mới xuất hiện tại Việt Nam. Tính tổng cộng thì hiện có đến 19.6 triệu người Việt Nam đang sử dụng Facebook, chiếm 22% dân số Việt Nam. Ngày 6 tháng 2 năm 2014 vừa qua, người ta thấy trên báo của Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết tựa đề Sự bùng nổ của Facebook và một số vấn đề đặt ra việc là có thể cấm Facebook tại Việt Nam như là một số quốc gia khác, bất chấp sự phản đối của các tổ chức nhân quyền đặt trụ sở tại Hoa Kỳ. Bài báo này cuối cùng còn hô hào hạn chế người dùng Facebook một cách tiêu cực là điều cần thiết. Dư luận cho rằng người ta không còn lạ gì với việc các thể chế độc tài thường rất sợ sự thông tin rộng rãi, nhất là sự thật